làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn. Suy niệm về hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Robert the Bruce là vị vua nổi tiếng của Scotland. Từ khi xưng vương vào năm 1306, Robert the Bruce kiên trì đấu tranh để giành độc lập cho Scotland khỏi sự thống trị của chính quyền nước Anh. Theo truyền thuyết, quân khởi nghĩa do Robert lãnh đạo đã bị quân Anh đánh bại nhiều lần. Đến lần thứ 6, quân lực của vua Robert the Bruce bị quân Anh đánh tả tơi, không còn manh giáp và nhà vua phải chạy trốn vào rừng sâu. Nằm một mình trong hang, nghe mưa rả rích bên ngoài, lòng đầy tuyệt vọng và cay đắng, Robert chợt nhìn thấy một con nhện đang cố gắng giăng tơ. Con nhện cố sức văng mình từ vách đá bên này sang vách đá bên kia để giăng sợi tơ đầu tiên cho mạng lưới của mình. Nhưng nó bị thất bại vì khoảng cách giữa hai vách đá khá xa. Nó cố gắng lần nữa, lại thất bại. Sau mỗi lần thất bại, con nhện tiếp tục gắng sức hơn, nhưng vẫn thất bại liên tiếp đến 6 lần. Chứng kiến đến đây, Robert tự bảo, thế là mày đã nếm mùi thất bại đến 6 lần như tao. Thử xem mày còn có đủ kiên nhẫn để văng mình thêm một lần nữa hay không. Con nhện lại tiếp tục văng mình lần thứ 7, và lần này nó đã giăng được sợi tơ đầu tiên từ tảng đá bên này sang tảng đá bên kia. Sự kiên trì của con nhện giúp nó thành công, khiến vua Robert the Bruce lấy lại tinh thần. Nhà vua trỗi dậy, quyết tâm mộ quân tiếp tục chiến đấu lần thứ 7. Lần này ông đại thắng quân Anh cách vẻ vang và giành lấy độc lập tự do cho quê hương đất nước. Có một số người khi bị quỵ ngã và thất bại thì rơi vào tình trạng tuyệt vọng không lối thoát, như Judas Iscariot là kẻ đã tự kết liễu đời mình sau lỗi lầm bán Chúa. Nhưng cũng có người biết trỗi dậy, đứng lên làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn trước, như nhân vật Robert the Bruce, hoặc như hai thánh Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Có ai ngờ, một môn đệ nhiệt thành được Chúa Giêsu ngợi khen là người đại phúc, vì được Chúa Cha mặc khải cho biết mầu nhiệm về Đức Kitô như Phêrô, được Chúa Giêsu trân trọng đặt làm đá tảng xây dựng hội thánh và trao quyền cầm giữ chìa khóa nước trời, lại là người không lâu sau đó đứng ra cám dỗ và cản lối Chúa Giêsu lên Jerusalem, chịu khổ nạn và thi hành thánh ý Chúa Cha. Có ai ngờ một con người hùng hổ như Phêrô, thề nguyền một lòng sống chết vì Thầy, mà chẳng mấy chốc sau đó lại hèn nhát chối bỏ Thầy đến 3 lần khi bị chất vấn bởi các cô đầy tớ gái. Thế nhưng, Phêrô không ngã quỵ và chìm vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát như Giuđa, nhưng đã anh dũng đứng lên để làm lại cuộc đời còn tươi đẹp ngàn lần hơn trước. Về phần thánh Phaolô, trước khi trở lại, ngài là một người lầm lạc nặng nề. Ngài hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã đến gặp các thượng tế
xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damas, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Thế nhưng, sau khi được Chúa Giêsu cảnh báo trên đường đi Damas, Phao-lô mau mắn trỗi dậy, hoán cải thành tông đồ nhiệt thành bậc nhất, tận tâm, tận lực loan báo tin mừng và xây dựng hội thánh. Như thế, dù đã từng sa ngã và lầm lạc nặng nề như bao nhiêu tội nhân khác, hai thánh Phêrô và Phao-lô đã biết trỗi dậy, đứng lên và đổi đời theo gương Chúa Giêsu, nên đã trở thành hai trụ cột của hội thánh và là hai vì sao sáng trong bầu trời đức tin. Lạy Chúa Giêsu, sau mỗi lần sa ngã, xin cho chúng con đừng buông xuôi, đừng tuyệt vọng như Giuđa, nhưng biết can đảm đứng lên để tiếp tục chiến đấu. Xin cho chúng con biết xem sự trỗi dậy và đổi đời của hai thánh Phêrô và Phao-lô sau những lần sa ngã là một bài học hữu ích cho chúng con khi lầm lỡ quỵ ngã trên đường đời, để rồi thay vì thất vọng buông xuôi, chúng con biết mau mắn đứng lên tiến về với Chúa.